Thanh Châu, đô đốc Thiên Châu Thành. Tần Tình, con của Tần Lăng Nguyệt. Mẹ, bọn họ là ai vậy? Tần Tình, con về phòng trước đi. Lý Thẩm đưa cô bé vào trong. Mẹ, không sao đâu. Mẹ. Không ngờ Thiên Châu nhỏ bé của chúng ta lại có người quen của Mạc tướng quân. Mạc Vô Thương, thượng tướng quân đại hạ. Cung nghênh Mạc tướng quân. Cung nghênh Mạc tướng quân. Cung nghênh Mạc tướng quân. Tần Lăng Nguyệt, đặc công cấp cao. Các người ra ngoài canh giữ. Dạ. Học trò Mạc Vô Thương, bái kiến sư phụ. Gần đây biên giới đại hạ rất bất ổn, tôi muốn mời ngài. Ta đã thoái ẩn nhiều năm, bây giờ chỉ muốn cùng con gái sống những ngày an yên. Ngươi đến ăn cơm ta hoan nghênh, chuyện khác thì miễn bàn. Sư phụ, ngươi về đi. Về sau mỗi ngày phái người đến chăm lo việc buôn bán ở đây. Tướng quân, thân phận của vị bà chủ Tần này là... Hiểu rồi. Không cần quấy rầy cô ấy, âm thầm chiếu cố là được. Mấy đứa bây, từ nay ngày nào cũng đến đây ăn cơm. Dạ. Trương Tiểu Long, thuộc hạ của Cao Đình Văn. Thấy không? Bà chủ, lại đây. Chuyện gì vậy? Vương Hổ, đàn em của Trương Tiểu Long. Món này của ngươi sao có dáng thế này? Mấy vị khách quý, hay là thế này, tôi cho nhà bếp làm lại cho các vị một phần khác, hôm nay sẽ giảm giá cho các vị. Bọn ta thiếu chút tiền ấy của ngươi sao? Đừng thô lỗ thế. Thế này đi bà chủ, người hãy gọi cô ta lại đây, cùng anh em bọn ta uống một chén. Hôm nay chuyện này coi như xong. Mấy anh, con gái tôi còn đang đi học, không biết uống rượu. Hay là thế này, tôi cùng mấy anh uống. Ta muốn cô ta đến uống với bọn ta. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe chúng tôi nói gì sao? Lại đây, lại đây. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy mẹ? Con đi xem bàn đó làm xong chưa? Ta cho cô ta đi khi nào? Tiểu muội muội, lại đây với đại ca, uống với đại ca một chén. Tôi không biết uống rượu. Không uống cũng phải uống. Mấy chục dặm quanh đây, ngươi cứ đi hỏi xem ai dám nói không với ta. Đúng vậy, đại ca của chúng tôi là người của Cao nhị thiếu nhà họ Cao đấy. Đừng có không biết điều. Mấy anh, hay là thế này, hôm nay bữa này tôi miễn phí cho mọi người. Ta trông giống kẻ ăn quỵt sao? Ta muốn cô ta uống với ta. Ngươi dừng tay. Các người dám động cô ấy thử xem. Các người là ai?
dám lo chuyện bao đồng của lão tử, ở đây gây chuyện. Thuộc hạ của Triệu Thanh Châu, ta thấy các ngươi chọn nhầm chỗ rồi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Ta chính là người của Cao thiếu gia, hào môn Thiên Đô Thành. Bất kể các ngươi là ai, cút đi, láo xược. Cao Đình Văn, nhị thiếu gia Thiên Châu Thành. Văn thiếu gia đến đây rồi, ta xem thử kẻ nào dám động vào ta. Chính là bọn người này, dám coi thường Cao gia. Ta thấy chúng muốn tạo phản rồi. Cả khu vực này đều là của Cao gia ta. Người biết ta là ai không? Người của ngươi ngông cuồng, ngang ngược, còn có vương pháp không? Vương pháp? Ở đây, ta chính là vương pháp. Đập cho chúng biết cái giá phải trả khi đắc tội với người của Cao gia. Người dám? Dừng tay. Ta muốn xem thử ai mới là vương pháp. Triệu Đô Đốc, ngươi quen ta sao? Ngài là Thượng Tướng Quân Thiên Đô Thành Đô Đốc do Hoàng Thượng sắc phong. Ai mà không biết ngài chứ? Triệu Đô Đốc, ngài đang làm gì vậy? Ai dám động vào Tần Nương, ta sẽ diệt kẻ đó. Ta nói sao ngươi lại không sợ hãi như vậy? Thì ra là đã bám víu được Triệu Đô Đốc. Là ta đã bám víu được Tần Nương. Lan qua đó. Xin lỗi Tần Nương, Tần tiểu thư. Tần Nương, Tần tiểu thư, vừa rồi là thuộc hạ của ta có mắt như mù. Xin lỗi, sai rồi, ta sai rồi, là lỗi của ta có mắt không tròng. Tần Nương, đại nhân đại lượng, không chấp tiểu nhân. Hôm nay tha cho các người một mạng. Cút. Đa tạ Tần Nương, đa tạ Tần tiểu thư. Còn ngây ra đó làm gì? Đi, mau đi đi. Đi. Tần Nương, người không sao chứ? Chỉ bằng bọn chúng vẫn chưa làm gì được ta. Văn thiếu gia, cục tức này người cũng nuốt xuống được. Đậu xanh rau má. Chuyện này ta chưa xong với người đâu. Khi anh trai ta trở về Triệu Thanh Châu, hắn cũng phải mất mạng. Đi thôi. Các người muốn làm gì? Đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Là các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Hai mẹ con các ngươi, đừng tưởng một tên đô đốc thật sự có thể bảo vệ được các ngươi đó chứ. Con nhỏ này cũng khá non đấy. Dám cắn ta. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Lên đi, tới đây. Ta muốn thử xem sao. Hôm nay ta sẽ chơi ngươi. Triệu Thanh Châu, hắn ta có thể làm gì được ta? Tới đi. Mẹ ơi, kêu mẹ cũng vô dụng. Mẹ ngươi tới đây vẫn phải bị mấy anh em chúng ta chơi thôi. Các ngươi giữ chặt nó lại cho ta. Khoai môn gì cũng hết rồi. Nhớ nhé, còn có sườn giam và da heo. Nhớ nhé, nhớ đấy.
Alo, con cưng. Mẹ, con không còn trong sạch nữa. Con không còn trong sạch nữa. Tình Tình, con ở đâu? Tình Tình, mẹ đến rồi. Tình Tình, con ở đâu? Tình Tình, Tình Tình, Tình Tình. Là mẹ đây, là mẹ đây. Đừng sợ. Tình Tình, con tỉnh rồi. Đừng chạm vào ta. Đừng chạm vào ta. Là mẹ mà. Là mẹ mà. Là mẹ. Mẹ. Nói cho mẹ biết. Ai làm vậy? Chúng ta không đấu lại họ được. Bọn họ có tiền, lại còn có thế lực. Dù là ai, mẹ cũng phải bắt chúng trả giá gấp trăm lần. Con đã mất cha rồi, con không thể mất mẹ nữa. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu con. Nói cho mẹ biết, chúng là ai. Mẹ, gọi mẹ cũng vô ích. Mẹ ngươi tới rồi. Vẫn phải để mấy anh em chúng ta chơi. Con nói với mẹ đi. Đừng. Nói với mẹ, đừng. Con không. Tần Nương, cha được rồi. Là Cao Đình Văn. Chính là đám người lần trước đến quán của cô gây rối đó. Hơn nữa, nói bọn chúng thay phiên nhau hành hung tiểu thư Cao Đình Văn. Nhà họ Cao ở đâu? Ở ngoại ô phía bắc thành phố. Tần Nương, hôm nay là ngày anh trai của Cao Đình Văn, Cao Đình Võ, thăng chức lên tổng đốc kinh thành. Nhà hắn có không ít quan lại đến dự, hay là nhờ tướng quân giúp đỡ? Tôi tự giải quyết. Anh nói cái gì? Chúc mừng Cao gia chủ, Đình Võ công tử nhà ngài thăng chức tổng đốc. Sau này ngài phải quan tâm nhiều hơn nhé. Hôm nay dẫn các vị đến đây để gặp Đình Võ. Lát nữa các người phải thể hiện cho tốt đấy. Vâng. Tổng đốc đại nhân khi nào tới? Gấp gì? Sắp tới rồi. Cao Hoành Thiên, gia chủ Cao gia. That's it.
Nói thật nhé, con đàn bà này, non thật đấy. Biết trước thế này thì bọn ta đã mang nó xuống hầm rồi. Chơi từ từ. Đáng lẽ phải làm thế. Cao Đình Văn, ra đây chịu tội đi. Ngươi là ai? Đồ điên ở đâu tới đó? Cút. Là ngươi sao? Không ở nhà mà chơi với con gái ngươi. Chạy tới đây làm gì? Ta đến Cao gia chỉ vì hai việc. Thứ nhất, giết các ngươi. Thứ hai, hủy diệt Cao gia các ngươi. Cái gì? Không nghe rõ. Hôm qua có Triệu Thanh Châu, ta không dám làm gì ngươi. Hôm nay là ngươi tự chui đầu vào lưới. Người đâu? Đình Văn, con đàn bà này là ai vậy? Cha, chỉ là một con đầu bếp thối không biết điều thôi. Yên tâm, con lo liệu. Tống cổ bà ta ra ngoài cho ta. Bà già, lúc trước bằng lòng cho con gái bà ra hầu rượu chúng tôi thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Đáng đời. Quả thật là lỗi tại tôi. Giá mà lúc trước tôi lấy mạng các người thì con gái tôi đã không gặp chuyện. Đáng sợ quá đi. Tôi thích chơi con gái bà đó. Bà làm gì được tôi? Ra tay. Lũ phế vật. Hôm nay là ngày trọng đại của Cao gia chúng ta. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Ngươi muốn làm kẻ thay thế sao? Anh trai ta sắp về rồi. Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ cho ngươi ra đi không chỗ chôn. Ngươi không đợi được hắn đâu. Lên, xông lên. Lão tử sẽ không tha cho ngươi. Đừng vội, sắp đến lượt ngươi rồi. Những khổ sở con gái ta phải chịu, ta phải bắt các ngươi trả gấp bội. Tới lượt ngươi rồi. Cha, các ngươi đừng đứng nhìn nữa, mau giúp ta. Ta gọi các ngươi đến chỉ để nhìn con trai ta bị làm nhục thôi sao? Cần các ngươi để làm gì? Lên, còn ngây ra đó làm gì? Con mụ kia dám động đến nhị thiếu gia Cao gia chúng tôi, chính là đối đầu với tứ đại gia tộc chúng tôi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đừng nói là hạng phế vật như các ngươi, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không cứu được hắn. Trưởng Nam Cao Đỉnh Võ của ta là tổng đốc do thượng tướng quân đích thân bổ nhiệm. Ngươi dám động đến chúng ta, hôm nay không ai cứu được hắn đâu. Ta nói được làm được. Ngươi làm nhục con gái ta, làm gì đó?
tất cả dừng tay cho ta. Cao Đình Võ, đại thiếu gia Cao gia. Đình Võ, chính là con đàn bà này, cô ta muốn hủy hoại Cao gia chúng ta. Vâng, thưa tổng đốc đại nhân. Chính là bà ta. Được lắm, tiện nhân, ngươi dám động đến em ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi tan xương nát thịt, áp bức dân lành, làm điều phi pháp, không đáng sống. Ta động rồi đấy. Thì sao? Con trai, đồ đàn bà khốn kiếp, hôm nay người tiêu đời chắc rồi. Đồ hỗn láo sắc sược. Tổng đốc đại nhân, bị đánh bại chỉ trong một chiêu, thật không thể tin nổi. Đình Võ, con không sao chứ? Người rốt cuộc là ai? Người cũng xứng hỏi ta sao? Người đâu? Xử bà ta ngay tại chỗ cho ta. Chuẩn bị. Bắn. Dừng tay. Tần Nương, ta muốn xem hôm nay ai dám động đến Tần Nương. Triệu Thanh Châu, anh trai ta đã về rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Triệu Đô Đốc, ta là do đích thân Mạc tướng quân phong làm Thượng Kinh Tổng Đốc. Luận chức quan, ta lớn hơn ngươi, ta xem hôm nay ngươi cản ta thế nào. Huynh, huynh phải trả thù cho đệ đó. Chuẩn bị. Bắn. Ta xem ai dám. Thượng tướng quân đại nhân, tham kiến Mạc tướng quân. Vị này là tướng quân trấn quốc, còn có tướng quân hộ quốc. Mạc tướng quân, nữ nhân này dám quấy rối Cao gia ta, ta là người của ngài mà. Nàng ta làm vậy rõ ràng là không nể mặt ngài. Đúng vậy, thượng tướng quân. Đình Võ luôn trung thành với ngài, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Thượng tướng quân đại hạ Mạc Vô Thương, bái kiến sư phụ. Chuyện gì đây? Thân phận tổng đốc thị vệ của ngươi là ta ban cho, cũng dám trước mặt sư phụ ta làm càn quấy. Chuyện của Cao gia ta nhất định tự mình giải quyết. Cao Đình Văn, huynh, huynh định làm gì? Đồ khốn nạn, huynh tại sao lại chọc giận Tần Nương? Huynh, người muốn xuống mộ ta không cản, nhưng đừng liên lụy Cao gia. Tướng quân, xin hãy cho chúng ta một cơ hội. Ta đã biết sai rồi, về sau không dám nữa. Còn ai nữa chọc giận sư phụ ta? Tướng quân,
còn bọn chúng nữa. Triệu Thanh Châu, theo luật lệ, mấy tên này nên xử lý thế nào? Cung hình. Huynh, đừng mà. Huynh, cứu ta với. Cứu với. Ta không muốn làm thái giám. Tần Nương, ta sai rồi. Tha thứ cho ta đi. Ta sai rồi. Trẻ con nhận lỗi mới có ích. Người lớn rồi thì phải phạt. Cút. Không. Đừng mà. Không. Thả ta ra. Không. Đừng mà. Tịch thu tài sản của Cao gia. Toàn bộ vật tư của Cao gia. Đưa ra tiền tuyến làm vật tư tác chiến. Toàn bộ người của Cao gia. Đưa ra biên giới tiền tuyến. Mang đi. Không, đừng. Đừng mà. Đừng mà. Là mẹ có lỗi với con. Cái gì? Tần Nương, Tần tiểu thư không thấy đâu nữa. Cái gì? Con gái ta đâu? Ta không biết. Người đâu? Ta không biết. Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định dốc hết sức tìm ra Tần Tình cho người. Tần Nương, ngài xem. Muốn con gái sống thì đừng giúp Mạc Vô Thương làm việc. Nếu không thì chờ nhặt xác thôi. Bọn chúng dám ra tay với sư phụ. Ai? Sư phụ, là thế này. Gần đây biên giới Đại Hạ rất bất ổn. Bọn tội phạm tập kết ở biên giới, buôn bán người và nội tạng hoành hành. Người của chúng ta phái đi, tất cả đều đi mà không trở lại. Vốn dĩ tôi đến đây là để mời ngài tái xuất giang hồ, giải quyết bọn chúng. Bọn chúng chắc chắn đã biết tôi đến tìm ngài, không muốn ngài ra mặt. Tôi muốn cho bọn chúng trả giá. Bọn tội phạm chắc chắn rất khó vào được lãnh thổ Đại Hạ, trừ khi có gián điệp. Chắc chắn là có tổ chức gián điệp đang giúp bọn chúng. Chỉ cần tìm ra tổ chức gián điệp là có thể tìm thấy Tần Tình. Tìm. Đi tìm cho tôi. Vô Thương, chuyện biên giới ngươi không giải quyết được sao? Sư phụ, chuyện mang quân đánh trận tôi có thể làm được, nhưng loại tổ chức tội phạm này tôi thật sự không tiện ra tay. Tôi hiểu. Chúng tôi đã phá đi hàng chục đặc công hàng đầu, tất cả đều biệt vô âm tín. Vì vậy tôi chỉ có thể đến tìm ngài. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp. Thật sao sư phụ? Đợi tôi xử lý xong chuyện của con gái sẽ đến hội hợp với ngươi. Vâng. Tướng quân, đã tra ra rồi. Nói, kẻ bắt cóc tiểu thư là một tổ chức gián điệp có tên là Thị Huyết. Thị Huyết. Đinh Bách Hùng là thủ lĩnh, em trai Đinh Uy là đầu sỏ. Chúng ở đâu? Nghe nói tổng bộ của chúng ở Hải Thành, nhưng được che giấu rất kỹ, người ngoài căn bản không thể biết được, không tra được. Dạ. Tuy không tra ra được tổng bộ của chúng, nhưng chúng tôi đã biết được hành tung của Đinh Uy. Hắn thường xuyên lui tới một hội sở ở Hải Thành. Tôi sẽ đến Hải Thành một chuyến. Sư phụ, xin chờ một chút. Bọn tội phạm ở biên giới vẫn đang quấy phá. Tôi phải quay về, không thể đi Hải Thành cùng ngài được. Đây là tướng quân Lạnh. Gặp Lạnh này như gặp tôi. Ngài cầm Lạnh này, có thể ở Hải Thành bớt được một số phiền phức không cần thiết. Có lòng rồi. Trong đây có 500 triệu, dùng khi cấp bách. Đi thôi.
Hải Thành. Đại ca người tới rồi. Kết hôn chưa? Kết hôn rồi. Thiếu phụ à? Tôi thích. Tiên sinh, tôi chỉ uống rượu. Chỉ uống rượu thế này thì có gì vui? Hai trăm ngàn. Cởi thì của cô. 400 ngàn. Tôi cởi. Good. Ai bảo cô cởi? Sáu trăm ngàn. Tám trăm ngàn rồi đấy. Ta cởi. Thế này mới phải chứ. Ai cũng có cái giá. Còn ngươi, trị giá 800 ngàn. Hôm nay chỉ cần hầu hạ ta thoải mái. Số tiền này chính là của ngươi. Cởi ra. Là ai vậy? Ta hỏi ngươi, có từng bắt cóc một cô gái không? Ta bắt nhiều cô gái lắm. Ngươi hỏi là ai? Tần Tình. Mẹ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, ngươi là ai? Tần Lăng Nguyệt. Cái gì? Ngươi, ngươi chính là Tần Lăng Nguyệt. Biết ta sẽ tới. Tần Lăng Nguyệt là ai? Bà ấy là sư phụ của Thượng tướng quân Đại Hạ Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương một thân bản lĩnh đều là bà ấy dạy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giao con gái ta ra. Ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Ngươi, các ngươi lên cho ta. Ai dám ở địa bàn của ta làm loạn? Ngươi dám ở đây làm loạn phải không? Biết anh Huy ta là ai không? Ngươi dám động vào hắn? Ngươi muốn thay hắn ra mặt? Huy ca, không sao. Ở địa bàn của ta, không ai có thể động vào ngươi. Cho ngươi một cơ hội. Lựu đạn. Ở địa bàn của ta, cho ta cơ hội. Uy ca, xử bà ta. Muốn lên hả? Ngươi tự mình lên đi. Không phải. Uy ca, ngươi làm sao vậy? Đó không phải tính cách thường ngày của ngươi. Lên. Ngươi là ai? Cút. Uy ca, ngươi dáng lên, ta đi gọi cứu binh. Này ngươi. Nói. Nói cái gì? Con gái ta ở đâu?
gián điệp vốn dĩ không nên tồn tại. Còn muốn bắt cóc con gái ta? Đợi ta xử ngươi, lật tung hải thành lên, vẫn có thể tìm thấy Tần Tình. Bọn con gái đó ngày mai sẽ được đưa ra khỏi thành, ngươi không tìm thấy đâu. Đưa đến đâu? Ta đây sẽ không nói cho ngươi biết. Xem ngươi cứng miệng được bao lâu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đếm một tiếng, liền nhổ một cái răng của ngươi, cho đến khi ngươi nói thì thôi. Một. Hai. Ba. Ta nói. Ở đâu? Ở kho hàng ngoại ô. Đưa ta đi. Lục Trung Thiên, đô đốc Hải Thành. Người khai báo sự việc đi. Đô đốc đại nhân, chính là nữ nhân này ở đây gây rối, còn đánh uy ca. Ngài phải làm chủ cho ta. Ai đúng ai sai, ta sẽ điều tra rõ ràng. Đinh Uy, ngươi ngày thường chẳng phải rất ngông cuồng sao? Sao? Ngươi cũng có ngày bị dạy dỗ. Ngươi tự tiện xông vào gây rối, tự ý đánh người, cũng không đúng. Đều theo ta đi một chuyến. Ngươi chính là đô đốc Hải Thành. Ngươi là tướng quân lạnh. Bái kiến thượng tướng quân. Bái kiến thượng tướng quân. Bái kiến thượng tướng quân. Cho hỏi, ngài tên gì? Tần Lăng Nguyệt. Ngài chính là sư phụ của Mạc tướng quân, Tần Tôn Sư. Bái kiến Tần Tôn Sư. Bái kiến Tần Tôn Sư. Biết hắn thân phận gì không? Hắn tên là Đinh Uy. Hắn còn có một ca ca tên Đinh Bách Hùng. Anh em bọn họ mở một mỏ quặng. Ngày thường tên Đinh Uy này kiêu căng ngạo mạn, ca ca của hắn khiêm tốn trầm ổn hơn. Mỏ quặng chỉ là vỏ bọc của bọn chúng. Bọn chúng là gián điệp. Ngươi là gián điệp. Bọn chúng cầu kết với thế lực Đông Dương, buôn bán cơ mật đại hạ. Tội không dung tha. Ẩn nấp cũng khá sâu đấy. Đưa ta đến nhà kho ngoại ô. Tuân mệnh. Ngươi qua lại mật thiết với Đinh Uy, nơi này bị niêm phong. Ngươi đợi cảnh sát xử ngươi đi. Ta thắng rồi. Ngươi là ai? Mau thả Uy ca ra. Tần Tình ở đâu? Ở bên trong. Tránh ra. Tránh ra. Ngươi dám lừa ta? Còn muốn tìm con gái của ngươi? Mơ đi. Chém cho ta. Phế vật. Tần Tình ở đâu? Ngươi xử ta đi.
ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lần cuối cùng hỏi ngươi, Tần Tình ở đâu? Ở bên trong. Mẹ. Mẹ ơi, bảo bối, mẹ đến rồi. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Là mẹ không bảo vệ tốt con. Xin lỗi. Xin lỗi. Đi, mẹ đưa con về nhà. Đi mau. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Ta đang tìm ngươi khắp nơi. Ta đã mang đến cao thủ, chính là muốn diệt trừ ngươi. Ta đã nói, gián điệp không được tồn tại. Lên. Ta xem ai dám. Cẩu tạp chủng, còn không mau chịu trói. Ta khuyên các ngươi đừng dãy dụa vô ích nữa. Chúng ta đã không còn đường lui. Ca, chúng ta liều mạng với họ. Lên. Bắt họ lại. Rõ. Lấy mạng chúng tôi đi. Muốn xuống mồ. Quá dễ dàng cho ngươi rồi. Đem hết đi thẩm vấn. Chúng đã biết con gái ngươi chính là điểm yếu của ngươi. Sẽ không bỏ qua đâu. Ý gì? Ngươi biết Đông Doanh khôi lỗi cổ không? Nó đang ở trong người con gái ngươi. Giải họ về. Tần Tình, con có chỗ nào không thoải mái không? Mẹ, hắn vừa nói cái gì? Trong người con vậy? Không có gì, không có gì. Cảm tạ Tần Tôn Sư ra tay tương trợ. Khi có kết quả thẩm vấn, tôi lập tức bẩm báo ngài. Vất vả rồi. Giúp ta đưa hai cô gái này về nhà. Tuân lệnh. Đợi đã. Tần Tình, ba ta ở Hải Thành cũng có chút thế lực. Có gì cần ta giúp không? Cảm ơn lòng tốt của ngươi, không cần đâu. Vậy ngươi bảo trọng. Hai vị, mời đi theo ta. Mẹ, con cứ tưởng con không còn gặp lại mẹ nữa. Hai người canh gác bên ngoài cho kỹ, những người còn lại canh gác chỗ khác. Nếu còn để xảy ra sơ suất kinh động đến Tần Nương và Tần Tình, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Dạ. Tần Tình. Thanh Châu thúc thúc. Mẹ, Thanh Châu thúc thúc đến rồi kia. Thanh Châu, sao ngươi lại đến đây? Ta đến mời ngài xuất sơn, tiếp tục cống hiến cho quốc gia. Đây cũng là ý của Mạc tướng quân. Ta chỉ đến dọn đường trước. Lát nữa, Mạc tướng quân sẽ đích thân đến. Hơn nữa, lần này đến đây, ta còn mang cho ngài một món quà đặc biệt. Quà gì mà đặc biệt vậy? Món quà gì đặc biệt đến thế?
Đây là huân chương danh dự của ngài đó. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ta không quên. Vậy thì ngươi yên tâm đi, ta đã hứa với Vô Thương sẽ không làm khó ngươi. Tốt, ta sẽ về bẩm báo với tướng quân ngay. Thúc thúc, hay là thúc ở lại dùng cơm rồi hãy về? Cũng được, chi bằng cùng nhau dùng cơm rồi hãy về. Dùng cơm. Đây là bữa cơm cuối cùng của các ngươi. Dám lấy mạng người của ta, thật là coi trời bằng vung. Ngươi là ai? Người đến lấy mạng ngươi? Vớ vẩn. Người đâu? Bắt lại cho ta. Giáp hạ, ra đây. Lũ giặc qua, dám làm càn ở đại hạ ta, đúng là chán sống mà. Bắn. Tay không bắt đạn. Ngươi đã đạt đến cảnh giới phi nhân rồi. Người đại hạ xuống địa ngục đi. Lấy mạng cha ta, hủy tổ chức của ta. Các ngươi đều phải mất mạng. Ngươi là con gái của tá Đằng Chân. Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Ta, tá Đằng Lan, hôm nay sẽ báo thủ cho cha. Tất cả các ngươi xuống địa ngục hết đi, quỳ xuống sám hối cho cha ta. Tần Nương, nữ nhân này đã phát cuồng rồi, ngài mau đi để ta cản nàng ta lại. Không sao, Thanh Châu, nàng ta nhắm vào ta, cũng phải xem nàng ta có bản lĩnh đó không. Alo tướng quân, chúng ta có chuyện rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Giáp hạ, xử nàng ta, trả thù cho cha ta. Xử. Phế vật. Đồ phế vật, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau lên cho ta. Phế vật, toàn là phế vật. Một lũ vô dụng nuôi các người bấy lâu nay, ngay cả một nữ nhân cũng không hạ được. Vô dụng. Tá Đằng Lan, ngươi vẫn nên chịu trói đi. Cha ngươi là tự làm tự chịu. Không, không, ta không tin. Ngươi lấy mạng cha ta, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Sức mạnh thật lợi hại. Đã đột phá cảnh giới rồi sao? Đây là cửu động thiên. Tá Đằng Lan đã bước vào du thần cảnh, e là không ai địch nổi. Cái thứ ma quỷ đặc công chi vương gì chứ? Hôm nay ta phải lấy mạng các người, trả thù cho cha. Lấy cái thứ gọi là đặc công chi vương gì đó ra xem nào. Chiêu cáo thiên hạ. Tá Đằng Lan ta mới là người chí tôn vô thượng của thế gian này. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám xưng vương? Sư phụ, Vô Thương cứu giá đến muộn, xin người thứ tội. Không sao, còn chưa đủ tư cách đấu với sư phụ ta. Hôm nay hãy để ta thay sư phụ xử phạt, xử quyết tên cuồng đồ này. Tướng quân, đại nhân thậm chí còn hơn ta một bậc, thế mà lại bị tá Đằng Lan một chiêu đánh bại. Sư phụ, Vô Thương vô năng. Nàng ta lâm trận đột phá, bước vào du thần cảnh. Ngươi không phải đối thủ của nàng ta, không cần tự trách.
đây chính là du thần cảnh. Mạnh mẽ như vậy. Tần Lăng Nguyệt, tới lượt ngươi rồi. Đừng lo, sau khi ngươi qua đời, ta sẽ xử hết những người này, đưa họ xuống bầu bạn với ngươi. Mấy hôm trước, cha ngươi cũng cuồng vọng như vậy. Sau đó, ông ta đã mất mạng. Bớt nói nhảm. Thượng thương chi thủ, câu dịch vạn thế. Cha, ta hận. Ta thật sự rất hận. Ta đã biết con gái của ngươi chính là điểm yếu của ngươi. Ngươi lấy mạng cha ta, ta sẽ lấy mạng con của ngươi, cũng coi như là vì cha ta báo thù. Cái gì? Tần Tình, Tần Tình, Tần Tình. Tần tiểu thư chúng phải một loại độc kỳ lạ, tên là phong huyết. Bác sĩ đông y, độc này không màu không mùi, nhưng độc tính cực mạnh. Tần nương đã điều tra rõ ràng rồi, là tá Đằng Lan phái người hạ độc vào nước của tiểu thư. Tại ta sơ suất. Tần Tình, Tần Tình, độc này quá mạnh, phải tìm được thuốc giải. Huyết Long Tiên, trong vòng 7 ngày. Có thể tìm thấy loại thuốc này ở đâu? Huyết Long Tiên cực kỳ hiếm thấy. Ta nghe nói Phủ Thiên Đô ở Đan Thành có một cái, nhưng bọn họ e rằng sẽ không dễ dàng bán ra. Vì sao? Nghe nói con trai của họ mắc một chứng bệnh lạ, tìm khắp danh y đều vô dụng, cho nên tuyên bố khắp thiên hạ, nếu ai trị được bệnh của con trai mình thì sẽ tặng cho người đó Huyết Long Tiên. Chuẩn bị xe đưa ta đến Đan Thành. Dạ. Tiểu nhi mắc bệnh lạ, tìm kiếm danh y chữa trị, nếu chữa khỏi nguyện dâng tặng Huyết Long Tiên trị giá 1 tỷ. Còn có chuyện tốt thế này sao? Phần thưởng này không phải nói lấy là lấy được. Nghe nói nếu không chữa khỏi bệnh cho Cố thiếu gia thì phải bỏ mạng lại Phủ Thiên Đô. Sao có thể? Chỉ chữa bệnh thôi mà lại còn mất mạng. Người tưởng? Ta nghe nói rất nhiều kẻ tự xưng là thần y thánh thủ, chuyên gia y học quốc tế vào đó, kết quả vì không chữa khỏi bệnh bị coi là kẻ lừa đảo, phế bỏ tay chân rồi vứt ra ngoài. Ta có thể chữa bệnh này. Cố Trường Khanh, đô đốc Đan Thành. Một người phụ nữ xé bảng treo thưởng này làm gì? Chữa bệnh, cứu người. Chữa bệnh không phải trò đùa. Ta nói trước với ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh thật, chỉ muốn đến đây lừa ăn lừa uống, ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Hậu quả của ta thế nào không quan trọng, ta chỉ cần ngươi đảm bảo sau khi chữa khỏi cho con trai ngươi, ngươi sẽ thực hiện lời hứa đưa Huyết Long Tiên cho ta. Nếu ngươi thật sự chữa khỏi bệnh cho con trai ta, không chỉ Huyết Long Tiên có thể cho ngươi, cả Phủ Thiên Đô này đều mặc ngươi sai khiến, cái đó thì miễn. Ta chỉ cần Huyết Long Tiên. Được, vậy thì mời vào. Con ta thế nào rồi? Mạch của thiếu gia càng lúc càng yếu. Ta cũng hết cách rồi. Kéo ra ngoài. Đừng mà, đừng mà.
đến lượt ngươi. Nếu không chữa khỏi cho con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế nào? Tốt quá rồi. Mau, mau theo ta, mời bà ấy vào. Mục thần y, có ngài ra tay, nhất định có thể giữ được mạng sống của con trai ta. Ngươi là ai? Mục Tinh Tuyết, thần y truyền nhân, cũng đến để khám bệnh cho con ta. Một bà già như vậy mà còn biết khám bệnh, chẳng phải là lừa đảo đấy chứ? Cô lão, ngài đường đường là đô đốc Đan Thành, thế mà lại không biết nhìn người như vậy. Đuổi bà ta ra ngoài. Loại rác rưởi như bà ta không xứng với y thánh sư xuất danh môn như ta cùng chung một phòng. May mà Mục thần y đến kịp lúc, nếu không kết cục của ngươi cũng như mấy vị vừa rồi. Còn không mau cút đi. Cố trưởng khanh, nếu ta nói ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta, ngươi tin không? Ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi. Nói đùa gì vậy? Người đâu? Kéo ra ngoài. Lão bà cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Hay là chúng ta đánh cược một ván? Cược gì? Nếu hôm nay ta chữa khỏi cho cố thiếu gia, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái thật lớn, rồi tự chặt một cánh tay. Nếu ngươi không chữa được thì sao? Vậy ta mặc ngươi xử lý. Không được, chuyện này không cần nói nữa. Cố lão, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là giúp ta xem kỹ lang băm này, đừng để bà ta chạy. Thần y yên tâm. Tiếp theo, mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Cố thiếu gia mắc chứng dương nhiệt, ta có thể chữa. Tốt quá. Cô ta dùng châm cứu. Đây chính là cửu âm thần châm. Vương lão, cửu âm thần châm là gì? Cửu âm châm pháp là bảo vật mà các bậc thầy thuốc Long Quốc đời đời theo đuổi. Nghe nói có thể khiến người bệnh nguyên khí hồi phục, trăm độc bất xâm, có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Vốn tưởng đã thất truyền từ lâu, không ngờ Mục thần y lại lĩnh hội được tinh túy, khiến châm pháp này tái hiện nhân gian. Cố lão, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, bệnh của cố thiếu gia ta đã chữa khỏi. Đa tạ Mục thần y. Thần y, ngài vừa thi triển có phải là cửu âm châm pháp không? Không sai, chính là cửu âm thần châm. Lão bà, bệnh của cố thiếu gia ta đã chữa khỏi. Bây giờ ngươi có thể quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi tự chặt một cánh tay rồi chứ. Ngươi thật sự đã chữa khỏi rồi sao? Đương nhiên. Không ổn rồi, cố thiếu gia hắn. Cố thiếu gia hắn không còn mạch nữa rồi. Con trai, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Ta thi triển chính là cửu âm thần châm mà. Cửu âm thần châm, thật nực cười. Ngay cả bệnh căn ở đâu cũng không biết, liền tùy tiện xuống tay, quả nhiên là lang băm. Ngươi đừng có giả vờ, ta không chữa được thì ngươi cũng không thể chữa được. Cố trưởng khanh, còn nhớ lời ta vừa nói không? Ngươi, một bà già vô danh tiểu tốt, dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi cứu con trai ta? Giờ thì tin chưa? Tham kiến Mạc tướng quân. Cố đô đốc, ngài đừng bị bà ta lừa. Bà ta nghèo hèn thế này, bên cạnh chẳng có lấy một hộ vệ, sao bà ta có thể có tướng quân lạnh được? Tướng quân lạnh này chắc chắn là giả. Hơn nữa, cố thiếu gia đã vô phương cứu chữa rồi, ngay cả sư phụ tôi đến cũng bó tay, chỉ dựa vào bà ta. Người cầm miệng cho ta. Bệnh tình của con trai tôi vốn dĩ không nghiêm trọng đến vậy,
đều là sau khi ngươi ra tay mới hoàn toàn bộc phát. Uổng công ta xem ngươi là cao nhân, bây giờ xem ra ngươi chỉ là một tên phế vật. Ngươi cho hỏi, ngài là Tần Lăng Nguyệt, chẳng lẽ chính là vị sư phụ trong truyền thuyết của Mạc tướng quân, đại vương của Đặc Công, Tần Lăng Nguyệt, Tần tôn sư? Tần tôn sư võ công cao cường, một tay ngân châm có thể hóa mục nát thành kỳ tích, vừa có thể lấy mạng người cũng có thể cứu người. Bọn ta có mắt như mù, lại dám mạo phạm Tần tôn sư, bọn ta không đáng sống. Ta sai rồi, vừa mới mạo phạm Tần tôn sư, xin Tần tôn sư tha thứ. Chỉ cầu Tần tôn sư nể mặt, con trai tôi là vô tội, mà xin ra tay cứu nó. Đứng dậy đi, món nợ của ngươi ta sẽ tính sau, đa tạ Tần nương ra tay cứu giúp. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, Cố thiếu gia lúc nhỏ có từng nuốt phải thứ gì không? Ví dụ như dược liệu hoặc là châu ngọc gì đó. Con trai tôi năm 8 tuổi bị rơi xuống một cái giếng cổ, sau khi lên nó cứ nói là đã nuốt một viên ngọc, nhưng lại chẳng tra ra được gì. Ta biết rồi, ta muốn xem ngươi làm sao chữa khỏi một người đã qua đời. Đây chẳng phải là viên Vân Hỏa Châu đã thất lạc bấy lâu nay của phủ Thiên Đô chúng ta sao? Hỏa Châu ngàn năm, quả là một thứ tốt hiếm có. Tuy nhiên, vẫn không nên để trẻ con nghịch lung tung. Đi xem con trai ngươi đi, nó đã khỏi rồi. Mạch của cậu ấy đã bình thường rồi, sao có thể như vậy được? Ba, con trai, cuối cùng con cũng tỉnh lại. Ba, họ đều là những người ba mời đến để khám bệnh cho con, đặc biệt là vị Tần tôn sư này. Gặp được bà ấy là may mắn của con đấy. Mục Tinh Tuyết, ngươi đi đâu? Tôi sai rồi, tiền bối, lúc đầu tôi không biết ngài là Tần tôn sư, tôi xin lỗi ngài, xin ngài tha cho tôi một mạng. Người mạo danh thần y, dùng cái gọi là thần châm để mưu tài hại mạng, còn muốn ta tha cho ngươi. Tên bịp bợm lừa đảo này, theo luật lệ thì nên xử trí thế nào? Phải chịu hình phạt ngàn vết thương. Đừng mà, người đâu? Kéo ra ngoài. Đừng mà, cứu mạng. Con trai của ngươi bây giờ đã được chữa khỏi, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Tại hạ nguyện đem toàn bộ tài sản của phủ Thiên Đô giao cho tôn sư xử lý. Ta không muốn mấy thứ này, ta muốn huyết long tiên. Người đâu? Mau đem huyết long tiên lên đây. Ta nghe nói huyết long tiên sản sinh ở nơi sâu thẳm nhất của Nam Hải, 100 năm mới có một cái. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn sư, xứng với thần dược, cũng chỉ có ngài mới xứng đáng sở hữu thần vật này. Đa tạ. Mẹ, con bị gì vậy? Con bị trúng độc, đã hôn mê 3 ngày rồi. Vừa rồi mẹ đã cho con dùng thuốc giải, con không sao rồi. Mẹ, đừng khóc nữa, sẽ không còn ai bắt nạt con nữa đâu. Mọi chuyện sau này cũng sẽ ổn thôi. Mẹ, sau này con cũng muốn giống như mẹ, trừ gian diệt bạo, bảo vệ người dân, bảo vệ tổ quốc, là người có ích cho xã hội.